Bật lửa Zippo 207G Goldust. Zippo 207G Goldust thuộc dòng Zippo đồng cực bền, một trong những mẫu bật lửa Zippo phổ thông được yêu thích nhất. Bật lửa Zippo 207G được tung ra thị trường toàn cầu với số lượng nhiều nhất mỗi năm, chứng tỏ được độ hot và sức tiêu thụ của nó cực kỳ lớn. Hãy cùng Ambe tìm hiểu em này qua video dưới đây nhé. Được giới thiệu vào năm 2001, mẫu bật lửa Zippo Goldust được nhận xét có một vẻ ngoài đau khổ ngẫu nhiên, một sức cuốn hút muốn bỏ túi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Toàn bộ bề mặt của bật lửa, bao gồm cả hai bên và đáy của Zippo, đều được thiết kế với chất liệu đồng thau xước mang phong cách cổ điển. Hộp quẹt Zippo 207G đẹp chất lượng. Bật lửa được làm từ đồng khối bền màu, có màu vàng bóng trơn sức hiện đại, sáng loáng bắt mắt. Zippo 207G Goldust luôn luôn được bình chọn là sản phẩm không bao giờ cũ, với kỹ thuật mạ tân tiến. Càng dùng lâu, 207G càng trở nên bụi bặm và càng chất ngất hơn bao giờ hết. Ruột bên trong chất thép không gỉ, buồng đốt đổi mới lấy được nhiều oxy hơn, giúp cho ngọn lửa cháy đều. Thiết kế chống gió của Zippo luôn đạt hiệu quả tốt nhất, tốt đến mức gió thổi không tắt, chỉ khi đóng nắp mới có thể dập tắt ngọn lửa. Em này xứng đáng trở thành người bạn đồng hành trong mỗi cuộc chơi ngoài trời. Chiếc Zippo 207G được phủ lớp vàng ngoài cùng tạo độ bóng đẹp cho sản phẩm. Bạn hoàn toàn yên tâm lớp phủ không bị bong chóc hay bay màu trong quá trình dài sử dụng. Công nghệ lên màu của hãng Zippo là một trong những đỉnh cao của sự tuyệt vời. Nó còn đẹp hơn khi cầm trên tay. Bật lửa Zippo xước bóng doanh nhân. Bật lửa Zippo 207G có hai mặt trơn. Bạn hoàn toàn có thể khắc nội dung lên sản phẩm để thể hiện cả tính riêng của bản thân. Có thể sử dụng công nghệ khắc cao cấp như CNC, laser, acid ăn mòn lên mặt trước hay mặt sau của Zippo. Một chiếc Zippo trơn cũng cho chất lượng âm thanh ra đều vang hơn và trong trẻo hơn. Mộc đáy của Zippo 207G là mộc đáy lõm với mọi chi tiết sắc sảo và hoàn hảo. Zippo 207G đang là mẫu được bán chạy nhất hiện nay. Ambe siêu bảo hành chính hãng trọn đời Zippo Mỹ với gói bảo hành độc quyền lỗi một đổi mới một trong một tháng đầu tiên. Ngoài ra, sản phẩm luôn được đặt trong hộp giấy cao cấp với một bộ giấy tờ chính hãng. Khách hàng có thể yên tâm mua hàng tại Ambe, shop nói không với sản phẩm kém chất lượng. Trên đây là video về bật lửa Zippo 207G Goldust. Các bạn có nhu cầu mua hoặc tìm hiểu mẫu khác thì ghé ngay qua website của Ambe để nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn nhé. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Ambe. Nhớ nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm nhiều video khác để ủng hộ shop nhé.